Bonsai Hà Nội xin chào tất cả anh em. Hôm nay chúng ta lại có mặt ở Ninh Bình tại vườn cây anh Toàn Dị. Anh Toàn, hay còn gọi là anh Toàn Dị. Và chúng ta cùng lướt tham quan một vòng một vườn cây thì nó là rất đẹp anh em nhé. Bonsai này nó đang định để một cây si cổ. Được làm rất bài bản. Anh em nhé. Cung hương, gọi là lưỡng long trầu nguyệt đây. Hai con rồng hai bên và mặt nguyệt ở giữa anh em nhé. Xin bắt toàn cảnh anh em xem. Bây giờ chúng ta cùng đi một vòng tham quan tác phẩm này. Chuẩn cây cổ luôn anh em ạ. Dáng cổ tiêu biểu mà các cụ hay chơi ngày xưa nhé. Rồi chúng ta lại tiếp tục lướt tham quan một số tác phẩm. Tác phẩm Ba Vai. Tiếp tục. Cây rất đẹp anh em. Dễ các nhũn hết rồi. Chúng ta cùng bắt cận để xem đường nét của cây. Đây quý vị các bạn thấy là trên phần chân bệ này. Phần chân bệ được kết hợp nhuần nhuyễn với đá. Tác phẩm dáng làng. Chúng ta cùng bắt cận độ già của cây. Vườn nhà anh Toàn rất nhiều cây đẹp em nhé. Đây, chúng ta cùng chứng kiến một tác phẩm nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất đẹp. Đấy, chúng ta có thể thấy độ già của năm tháng này. Rất nhiều tác phẩm đáng để xem, để chúng ta tư duy về học tập. Đấy, chúng ta cùng bắt cận xem độ già cây. Theo cá nhân bonsai của người thần định thì thấy cây này là một cây có dáng góc rất tự nhiên, nằm chênh vênh trên mỏm đá. Đây đằng sau bên thân cái thẩm định còn một cây sinh quê đây anh em ạ, nhưng độ già của năm tháng thì kinh khủng khiếp. Đây chúng ta cùng bắt cận. Đấy anh em thấy cây đã lên tem hết rồi, những cái vết rêu phong để y thể hiện của năm tháng. Cây này thì xuất phát từ một cây long hóa thành dáng làng. Chúng ta phải thấy lá này, lá xanh quê rất đẹp anh em nhé.
chúng ta cùng đi một vòng quanh tác phẩm Xanh Quê này.